À, xin chào các cô bác chú, các anh các chị ạ. À, con xin tự giới thiệu, con tên là Frankie Đề Phong ạ. Và con năm nay con tên là Frankie Đề Phong ạ. Con tới từ Barcelona, năm nay mới tròn 18 tuổi ạ. Thì mục đích con lên đây đầu tiên là con muốn tìm mẹ con, mà từ nãy giờ con chạy quanh thành phố không thấy mẹ đâu ạ. Nếu mọi người biết mẹ con thì mọi người cho con xin số điện thoại để con liên hệ với mẹ với ạ. Mẹ con tên là Kem Ha Ha Lem ạ. À. Rồi. Ôm. Em đây. Bố con đâu ạ? À? Nè. Bố con rơi. Bố bên kia. Bố phát mẹ Lem ơi. Bố ơi, mẹ con đâu rồi bố ơi? Bố dắt con đi xem tìm mẹ với bố ơi. Quay đây. Thế chắc là con về con phụ mẹ con bán nước thôi ạ, à. Con đi xích nước cho mẹ con thôi chứ con chả dám mẹ đẻ được thằng này ra đúng là mát hết nhiều thứ nhờ. Mát ruột. Thôi thế cho nó về làm trà đá luôn đi còn gì nữa. Dạ vâng, thế con đi mẹ con tiếp đây ạ. Ừ.